Chiều 19 tháng 9 thông tin mới nhất về sức khỏe, ca sĩ Phi Nhung phải chạy ECMO vì đông máu. Ca sĩ Phi Nhung nhập viện điều trị COVID-19 từ ngày 19 tháng 8 tại Bệnh viện Gia An 115. Nhưng bệnh chuyển biến nặng nên phải chuyển sang bệnh viện trợ giấy vào tối ngày 26 tháng 8. Hơn 3 tuần Phi Nhung nằm điều trị tại khoa đê hồi sức tích cực. Bệnh viện trợ giấy, thành phố Hồ Chí Minh thì trên mạng xã hội lan truyền nhiều tin đồn không hay về sức khỏe của nữ ca sĩ. Ngay sau đó, phía gia đình và nghệ sĩ Việt Hương người đại diện nghệ sĩ Phi Nhung tại Việt Nam theo ủy quyền đã lên tiếng bác bỏ và cho biết hiện giọng ca bông điên điển vẫn được các bác sĩ tận tình cứu chữa mới đây. Nghệ sĩ Hồng Loan, đồng nghiệp thân thiết của Phi Nhung cho biết hiện Phi Nhung vẫn nằm điều trị COVID-19 tại bệnh viện trợ giấy và tình trạng sức khỏe vẫn chưa tiến triển nhiều. Chủng COVID-19 mời Phi Nhung bị nhiễm gây đông máu nên Phi Nhung cần lọc máu qua hệ thống máy ECMO. Phi Nhung vẫn phải thở máy qua ống thở. Nghệ sĩ Hồng Loan cho hay, cô đã liên lạc với gia đình Phi Nhung để tìm hiểu thực hư khi trên mạng xuất hiện thông tin kêu gọi quyên góp tiền chữa trị bệnh cho giọng ca sinh năm 1972. Tôi đã liên lạc với gia đình Phi Nhung và gia đình Phi Nhung cho biết hoàn toàn không có chuyện đứng ra kêu gọi bất cứ ai góp tiền hay đóng tiền để giúp đỡ chữa bệnh cho nữ ca sĩ. Thông tin trên mạng là bịa đặt. Gia đình Phi Nhung hiện rất khó chịu, bức xúc khi bị mạo danh như vậy. Tôi cũng mong những người này đừng làm chuyện thất đức như vậy lợi dụng lúc gia đình người ta đang có người bệnh tật rồi lấy danh tiếng của người ta ra trục lợi bất chính, kiếm những đồng tiền bất chính." Cô nói, "Cũng theo nghệ sĩ Hồng Loan, thông tin Phi Nhung đã được đưa lên máy bay riêng để về Mỹ là tin vịt. Ở Mỹ không cho phép ai nhập cảnh khi đang dương tính với COVID-19, dù là bất kỳ ai đi chăng nữa." Vì vậy những tin đồn này hết sức phi lý, cô thẳng thắn, "Theo nguồn tin riêng của chúng tôi, Wendy con gái ruột của Phi Nhung đang sống tại Mỹ đã chạy xe nhiều giờ đến nơi có thẩm quyền hoàn thành giấy ủy quyền cho nghệ sĩ Việt Hương vào ngày 28 tháng 8 giờ Việt Nam. Theo giấy ủy quyền, nghệ sĩ Việt Hương là người đại diện duy nhất tại Việt Nam sẽ nhận thông tin chính thức về sức khỏe Phi Nhung từ bác sĩ khi đang điều trị bệnh COVID-19. Thông tin hiện tại về Phi Nhung ở Việt Nam do chính Việt Hương đưa ra mới chính xác, còn lại là không chính thức, nguồn tin cho hay về lý do con gái làm giấy ủy quyền cho Việt Hương một người thân của Phi Nhung tại Mỹ cho biết, Wendy sống tại Mỹ từ nhỏ, cô bé không thích sự ồn ào hay đối diện trước công chúng, vì vậy cần có người đại diện đứng ra thay cho gia đình khi cần thiết. Trước đó, vợ chồng Việt Hương Hoài Phương đã đến bệnh viện Gia An 115 để đón Phi Nhung chuyển sang bệnh viện trợ giấy, thành phố Hồ Chí Minh vào giữa đêm khi sức khỏe của nữ ca sĩ chuyển biến nặng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi nếu thích hãy like và share và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi xin chào và hẹn gặp lại